Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, từ một tuần qua, lưu vực Tứ Xuyên và một số khu vực Tây Bắc liên tục hứng chịu mưa lớn kèm theo hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như dông, gió mạnh và mưa đá cục bộ, gây lũ lụt lở đất, mưa đá và các thảm họa khác. Lượng mưa cục bộ tích lũy ở lưu vực Tứ Xuyên vượt quá 600mm và ở Đông Nam Cam Túc, Tây Nam Thiểm Tây và phía Bắc là 100-200mm. Trong số đó, lượng mưa tích lũy ở lưu vực phía Tây Tứ Xuyên là 100-350mm. Khu vực cục bộ Miên Dương, Đức Dương và Thành Đô là 400-500mm và khu vực cục bộ ở Miên Dương, Giang Hữu là 619mm. Theo thống kê, mưa lớn gây lũ lụt đã ảnh hưởng đến 6,113 triệu người tại 205 quận trong 35 thành phố thuộc 4 tỉnh như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. 25 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 508.000 người phải di rời khẩn cấp, 53.000 người cần hỗ trợ về y tế, 12.000 ngôi nhà bị sập và 195.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 385.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 802.000 hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 33,42 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, Tứ Xuyên và Cam Túc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, động đất 5,2 độ tại Vân Nam khiến 3 người bị thương. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CNNC cho biết, chấn tiêu của trận động đất có độ sâu 10 km. Truyền thông địa phương cho biết 3 người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo thông tin mới nhất, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra rạng sáng hôm kia tại thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người bị thương. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc CNNC cho biết chấn tiêu của trận động đất có độ sâu 10 km. Truyền thông địa phương cho biết 3 người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhà chức trách đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp mức 3 và khẩn trương điều các đội cứu hộ đến khu vực động đất tại quận Long Dương. Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng hôm kia, giới chức chính quyền thành phố Bảo Sơn thông báo động đất đã gây ra thiệt hại ở nhiều mức độ, với nhà ở cũng như cơ sở hạ tầng khác trong và xung quanh tâm chấn. Hơn 2.400 người đã được điều đến khu vực động đất để thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Tổng cộng 365 lều, 734 giường gấp và 1.470 chăn bông đã được phân bổ cho những khu vực bị ảnh hưởng. Ở quận Long Dương có 3 khu vực bị ảnh hưởng động đất nghiêm trọng nhất với 2.805 ngôi nhà bị hư hại và hơn 11.000 cư dân được sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Cơ quan cứu trợ động đất Bảo Sơn cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thiên tai và xác định các nguy cơ động đất, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc và giao thông ở các khu vực bị ảnh hưởng nhằm sớm khôi phục hoạt động sau động đất. Trước đó, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vào khoảng 8 giờ 37 phút theo giờ địa phương, khoảng 7 giờ 37 phút theo giờ Việt Nam. Một trận động đất có độ lớn khoảng 7,3 xảy ra gần khu vực biên giới vùng Tân Cương của Trung Quốc giáp với Tajikistan. Kính thưa quý vị khán giả, từ mùa lũ đến nay, 50 sông đã xuất hiện lũ trên mức cảnh báo. Ở Bắc Bộ và Nam Bộ đều có mưa trong mùa lũ chính vụ. Thời gian gần đây, nhiều nơi ở Nam Bộ có mưa lớn, công tác chống lũ bước vào giai đoạn gay cấn, cả nước đang vào mùa lũ từ Nam chí Bắc. Mùa lũ năm nay đến tương đối sớm, nhìn chung, tình hình lũ trên các sông hiện nay ổn định, cục bộ có mưa lớn và lũ ở một số khu vực phía Nam. Các bộ phận liên quan đã tăng cường điều tra các nguy cơ tiềm ẩn và sử dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn và Internet vạn vật để làm cho các phương pháp phòng chống lũ lụt trở nên đa dạng hơn. Vào lúc 18 giờ chiều ngày Chủ nhật tuần qua, khi những xe đá được đổ vào đoạn kè bị vỡ, chỗ vỡ kè ở làng Đi Ly và khu thị trấn Thanh Phong, thành phố Phong Thành, tỉnh Giang Tây đã được vá lại một cách trơn tru. Ngày thứ Bảy, do lượng mưa lớn nên đê Thanh Phong có nguy cơ bị tràn, gây vỡ khoảng 35m. Người dân địa phương đã nhanh chóng chuyển người và tiến hành cứu hộ khẩn cấp kịp thời. Tại làng Hồ Đường, thị trấn Lục Quân, huyện Nguyên Châu, thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, nước mưa nhấn chìm cả cây và các mảnh vụn khác chặn đập tràn của hồ chứa Bạch Mã Khanh và việc xả lũ của hồ chứa bị ảnh hưởng. Quản lý an toàn hồ chứa Hoàng Bộ đã dọn sạch đập tràn trong vòng chưa đầy 1 giờ dưới trời mưa.
quận Viên Châu đã chỉ định người chịu trách nhiệm cho 250 hồ chứa, 206 điểm thiên tai lũ lụt trên núi và 8 điểm ngập ống đô thị. Năm nay, Trung Quốc bước vào mùa lũ từ ngày cuối tháng 3, tức là sớm hơn so với trung bình mùa lũ là từ ngày 1 tháng 4. Kể từ khi mùa lũ bắt đầu đến nay được hơn một tháng, tình hình lũ lụt đã thể hiện như thế nào? Nhìn chung, tình hình lũ lụt trên sông và các sông ổn định. Từ quan điểm cục bộ, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực ở phía Nam. Diêu Văn Quang, Giám đốc Cục Phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán ở Bộ Tài nguyên nước, giới thiệu rằng kể từ ngày 5 đến nay, hầu hết phía Nam sông Dương Tử, phía Bắc Nam Trung Quốc, Tây Nam và Đông Bắc Trung Quốc, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. 21 con sông ở Giang Tây, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ trên mức cảnh báo, trong đó có 3 con sông vượt giới hạn cảnh báo an toàn và 2 con sông vừa và nhỏ hứng chịu lũ lớn nhất kể từ khi có số liệu đo đạc. Nhìn chung, lượng mưa có nhiều hơn một chút. Từ mùa lũ đến nay, lượng mưa trung bình cả nước là 72mm, cao hơn cùng kỳ năm trước là 5%. Lượng mưa trung bình cả nước cao hơn cùng kỳ năm trước 50% đến gấp đôi. Một số sông vừa và nhỏ vượt mức cảnh báo. 50 sông ở 6 tỉnh gồm Giang Tây, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây có lũ trên mức cảnh báo, cao hơn 70% so với cùng kỳ 3 năm qua. Đối với các sông chính, mực nước hiện tại nhìn chung ở mức thấp. Cục Thủy văn của Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử thuộc Bộ Tài nguyên nước nói rằng lượng mưa trên lưu vực sông Dương Tử trong tháng 4 nhìn chung là bình thường so với mức trung bình hàng tháng của cùng kỳ trong 30 năm. Trong số đó, thượng lưu sông Dương Tử ít hơn 27%, trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử nhiều hơn 4% phía Bắc và ít hơn ở phía Nam. Theo dự báo của Bộ Thủy lợi, trong mùa lũ chính vụ từ tháng 6 đến tháng 8, Trung Quốc vừa hạn hán vừa lũ lụt nghiêm trọng, miền Bắc và miền Nam đều có mưa. Vùng mưa tập trung chủ yếu ở các địa phương ở Trung và Hạ Lưu sông Hoàng Hà, sông Hải Hà, sông Liêu, lưu vực sông Châu Giang, vùng Chiết Giang, Phúc Kiến và các vùng phía Tây Nam. Khu vực này chủ yếu nằm ở phía Đông và Trung Lưu của thượng nguồn sông Dương Tử và phần phía Bắc của miền Đông Tân Cương, Trung và Hạ Lưu sông Hoàng Hà, sông Đại Khánh, sông Gia và sông Trường Vệ trong lưu vực sông Hải Hà, sông Nội Giang, sông Tùng Hoa và sông Hắc Long Giang trong lưu vực sông Tùng Liêu, sông Bắc Giang, sông Đông Giang và sông Hán Giang ở lưu vực sông Châu Giang và sông Liêu Hà, Chiết Giang, Phúc Kiến, Hải Nam. Mưa lớn và lũ lụt trong khu vực có thể xảy ra trên các sông ở Vân Nam và các tỉnh khác. Trong bối cảnh các hiện tượng cực đoan diễn ra thường xuyên và tái diễn, diễn biến lũ lụt ngày càng bất định, đặt ra những thách thức lớn đối với công tác phòng chống lũ lụt. Bộ phận bảo tồn nước lên kế hoạch trước, tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, tiến hành tham vấn và phán đoán luân phiên, tìm ra các điểm rủi ro và chủ động. Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử trong mùa lũ chính dự kiến sẽ tương đối thấp, phân bố không đều theo không gian và thời gian, hạn hán nghiêm trọng hơn lũ lụt nhưng lượng mưa cao hơn năm ngoái. Dự kiến La Nina bắt đầu từ tháng 10 năm 2021, kéo dài đến tháng 3 năm nay, dự kiến nó sẽ chuyển thành El Nino vào tháng 7. Điều này sẽ mang đến sự bất ổn lớn cho khí hậu lưu vực sông Dương Tử trong mùa lũ. Tướng phòng thủ sông Dương Tử Kế Nhất Minh, Giám đốc Trung tâm Khí tượng lưu vực sông Dương Tử nói rằng phần phía Bắc của thượng nguồn sông Dương Tử, phần phía Nam của Hai Hồ và phần phía Nam của Thái Hồ có nhiều mưa hơn, kèm theo các thảm họa như lở bùn và sạt lở đất sẽ xảy ra. Kế Nhất Minh cho biết, ngoài ra thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió mạnh vẫn sẽ thường xuyên xảy ra trong mùa lũ năm nay. Cần tăng cường phòng ngừa tác động bất lợi của nó đối với vận tải và nước sông Dương Tử cùng các cơ sở hạ tầng. Tỉnh Chiết Giang có mạng lưới nước dày đặc và địa hình phức tạp, tình hình kiểm soát lũ lụt, phòng chống bão và hạn hán rất nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, thiên tai lũ lụt, nhiệt độ cao và rủi ro hạn hán cùng tồn tại ở Chiết Giang, hạn hán và lũ lụt bất ngờ thỉnh thoảng xảy ra. Trần Dạ Hành, thành viên của nhóm đảng và kỹ sư trưởng của Sở Tài nguyên nước tỉnh Chiết Giang nói rằng hiện tại có sự không chắc chắn lớn về nhiệt độ nước biển trong tương lai ở Tây Thái Bình Dương. Nếu nhiệt độ nước biển tiếp theo lạnh hơn, xác suất lũ lụt cao, nếu nhiệt độ nước biển tiếp theo ấm hơn, xác suất hạn hán cao. Chiết Giang đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán trước lũ, cử 65.700 thanh tra, kiểm tra 37.400 công trình, phát hiện 1.369 nguy cơ tiềm ẩn, tất cả đều đã được chấn chỉnh hoặc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho mùa lũ.
dự kiến từ nay đến cuối tháng này, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm lên ở phía Nam, lại xuất hiện một đợt mưa lớn. Thượng lưu sông Tây Giang thuộc lưu vực sông Châu Giang, Nam Quảng Tây và một số vùng ven biển, các sông ở phía Tây Quảng Đông sẽ bị lũ lụt đáng kể và mưa lớn ở Quảng Tây, Quảng Đông và các tỉnh khác. Một số sông vừa và nhỏ trong khu vực có thể vượt qua mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi sẽ tiếp tục hướng dẫn, giám sát tất cả các địa phương, căn cứ đặc điểm lưu vực sông, đẩy nhanh tiến độ gia cố hồ chứa, điều tra toàn diện, khắc phục rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn như công trình xả lũ hồ chứa, công trình kè, sạt lở núi, thiên tai lũ lụt, làm phẳng các kênh lũ sông và chuẩn bị cho việc sử dụng các khu vực chứa và dự lũ. Thưa quý vị, nhiều nơi ở Quảng Tây phát cảnh báo, Đài quan sát khí tượng Quảng Tây đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 12 giờ ngày thứ tư vừa qua. Dự kiến từ tối nay đến ngày mai, một số khu vực ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Bách Sắc, Hạ Châu, Lai Tân, Quý Cảng, Nam Ninh, Ngọc Lâm và các thành phố khác sẽ trải qua mưa to đến rất to. Mưa to cục bộ kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió giật mạnh. Hãy cẩn thận! Cùng ngày, Đài quan sát khí tượng thành phố Tân Châu, thành phố Ngô Châu và thành phố Quế Lâm cũng phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng. Dự báo trong 6 giờ tới, hiện tượng sét sẽ xảy ra ở các khu vực đô thị và khu vực ven biển của nhiều thành phố, có thể kèm theo bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, dễ xảy ra tai nạn thiên tai, cần đề phòng. Cục Bảo tồn nước Quảng Tây và Cục Khí tượng Quảng Tây đã cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thảm họa lũ lụt trên núi vào lúc 16 giờ chiều ngày thứ Ba. Ước tính từ 20 giờ ngày thứ Ba đến 20 giờ ngày thứ Tư có khả năng xảy ra thiên tai, lũ lụt ở phía Đông Ngọc Lâm với cảnh báo đỏ. Hãy chú ý đến việc theo dõi, kiểm tra, cảnh báo sớm, di chuyển và tránh các thảm họa núi lở ở các khu vực bị ảnh hưởng. Theo Cục Khí tượng Quảng Tây, từ hôm qua đến sáng hôm nay có mưa vừa, cục bộ đến mưa to, rất to ở khu vực Đông Bắc Quảng Tây và một số nơi ven biển, hầu hết các khu vực khác nhiều mây, có mưa rào nhẹ. Theo thống kê từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, có mưa to với lượng mưa là 57,6mm tại thị trấn Nạp Lan, huyện Phong Thành, cảng Phong Thành. 9 xã thị trấn thuộc 7 huyện có mưa to ở Quế Lâm và cảng Phong Thành. Dự báo do ảnh hưởng chung của đường trượt và không khí lạnh nên từ ngày hôm nay đến 3 ngày tới, ở Quảng Tây có mưa to diện rộng liên tục kèm theo thời tiết đối lưu mạnh. Lượng mưa tích lũy trong quá trình là từ 50 đến 150mm ở phía Bắc Quảng Tây, phía Đông Quảng Tây và các khu vực ven biển cao hơn 200mm so với mặt đất, 20 đến 40mm ở các khu vực khác và lượng mưa tối đa trong một giờ là 40 đến 60mm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.